hơi héo đi một tí, nó trông là nó sẽ yếu yếu lá. Chứ thực ra thì lá thì là lá mới. Lá này thì vận chuyển đi rất là vô tư, thoải mái, nó không ảnh hưởng vấn đề. Xin được kính chào tất cả quý anh chị. Thì ngày hôm nay em lại đào sâm lai châu tiếp. Cái lô sâm lý ngọc ngày hôm qua thì em bán gần hết rồi. Thì sáng ngày hôm nay thì em lại tiếp tục đào. Và lúc này thì hiện tại thì là cái lô sâm này đào thì em cũng đào cả hàng dĩ ngọc và hàng không có ngọc. Cái lô này này thì độ tuổi của nó cũng được khoảng chục năm tuổi, nhưng nó sẽ nhỏ hơn cái size hôm ngày hôm qua mọi người ạ. Vì là cái lô này này là cũng gần như là cũng ăn nó cũng cằn, nên là thành ra là nó cũng không quá là lớn. Đây ở trên, như ở trên tay em đây là một cái củ mà không có ngọc, rất ít ngọc. Cái củ này thì mầm của nó cũng không được dài lắm, bởi vì cái này nó đang lên thôi. Đó, thì một cái củ như thế này thì chúng ta sẽ có một cái đáy củ 5 năm tuổi, và chúng ta sẽ có thêm 5 đốt mắt, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 đốt mắt ở trên một cái củ như này. Đó, tiếp theo này, những cái củ nhỏ hơn, to hơn. Đây, những cái củ này nó sẽ nhỏ hơn. Đây là những cái loại mà không có ngọc. Hàng này thì đây, ví dụ như củ này, đốt cổ thì rất dài, mắt rất đẹp. Đó, hàng sâm lai châu. Hàng sâm trồng ấy thì nó chỉ dài như này là đã bán hết rồi. Bởi vì thường thường thì nếu để yêu cầu nó dài hơn, đẹp hơn ấy thì chúng ta cần phải có thêm thời gian. Thì nhưng mà để có thời gian thì chúng ta sẽ nuôi những cái mã hàng khác đẹp hơn nữa, thì chúng ta sẽ nuôi thêm. Đây, ví dụ như trên tay em đây thì là một cái củ mà hàng có ngọc loại nhỏ. Cái hàng này này thì chúng ta cứ ngâm cả một lô khoảng tầm cỡ 5-7 cân, 5-7 lạng trên một bình khoảng tầm 6 lít thì là nó vừa đẹp. Đó, chúng ta sẽ có những cái củ mà rất đẹp, cổ nó rất vắt và dáng rất là thuôn, nhỏ gọn, hàng rất thơm mọi người ạ. Đấy, nói chung là nếu mà để mà đánh giá thì những cái hàng cằn nhỏ này này thì sẽ nhiều quý cô bác anh chị ưu tiên và thích hơn. Đó, lá thì rất xanh mọi người. Đấy, mới nhổ, nhưng mà ngày hôm nay thì là trời nó nắng sớm, ở trên em thì trời nó lại nắng sớm nên là lá nó sẽ hơi héo đi một tí. Nó trông là nó sẽ yếu yếu lá. Chứ thực ra thì lá thì là lá mới. Lá này thì vận chuyển đi rất là vô tư, thoải mái, nó không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Đó, em sẽ quay cho mọi người xem một cái chút cái hàng có ngọc. Đấy, như cái hàng có ngọc như này. Hàng rất tơ, đẹp, ngọc rất đẹp. Cái bình thì thoải mái luôn. Nếu mà để vào chơi, không thể chê vào đâu được. Đó, một cái lô hàng ngọc như thế này. Đó, cái loại này này thì nó sẽ có size trung bình khoảng tầm cỡ 13 cho tới 16 củ, trung bình là như vậy. Cả thân cả lá, không có to hơn mọi người ạ. Đấy. Và hàng này thì rất ít hàng cổ ngắn. Hàng cổ ngắn thì gần như là lần này em không nhổ một tí cổ ngắn nào cả. Đó, quá đẹp luôn. Đó. Đây, ví dụ như kiểu là một củ này, nó lên hai đầu như thế này luôn. Nhưng mà nó vẫn rất già, rất nhiều mắt. Hai cái đầu này thì nó bằng tuổi nhau, bởi vì nó lên cùng chung một mắt. Thời điểm mà đầu tiên này, nó sẽ lên một mắt ở chính giữa, chúng ta sẽ đếm được 1, 2, 3, 4 và 5. Đó, chúng ta khoảng 9 đến 15 tuổi, cứ tính trung bình là như vậy. Có thể là có những cái củ nhá thì là nó là cái con của cái giống hạt này, bởi vì cứ 3 năm là nó 3 năm đầu tiên là bắt đầu là nó sẽ cho ra hạt rồi. Đó, đây một cái củ như này. Đây nhá, em sẽ cho mọi người xem một số củ mà cái loại là, gọi là chân góc của luống. Đấy, nó rất là già. Những cái củ này thì gần như là không được để ý đến nhiều, nên là cái đáy củ của nó sẽ không to lắm. Đó, đây ví dụ như cái củ này. Đấy, nó bị gãy mất cái phần củ đáy mà hơi tiếc một chút. Nó rất đẹp. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 5 6. Đấy mọi người. Đấy, nó mới chỉ dài có ra 6 mắt như thế này, thêm 6 năm nữa thôi mà nó đã trông rất dài rồi. Đây mới chỉ là một cái củ. Đó, một cái củ sâm như thế này. Đấy. Ha. Này. Đấy. Hàng nó rất là đẹp. Để mà nói chơi với cái lô hàng này, hàng sâm này.
Đó, đây, em có những cái củ mà nó bị gãy mất lá. Nếu mà như cái hàng này này, nếu chúng ta cứ để thêm một thời gian nữa nhá, thì nó rất dài và rất đẹp, hàng cực kỳ thơm. Và cái lô này này thì là em đào lên là em chỉ rũ sạch đất thôi. Cái lần cái hôm nay đất nó khô, em rũ nó rất sạch, nên là mọi người không lo về cái vấn đề hao đâu nhá. Đó, không sợ về hao hao về đất. Mà nếu trong quá trình vận chuyển đi, em sẽ cho thêm một ít rêu và em sẽ phủ, thì là đi là có thể hàng nó còn tăng trọng lượng, vì là nó sẽ ăn thêm nước mà. Còn nếu mọi người không thích để ẩm mà để chỉ là để đá để cho nó mát, để giữ được cái độ tươi xanh ấy, thì cũng thoải mái. Đấy, hàng cực kỳ đẹp. Đó mọi người nhìn. Đó, già lắm. Nếu mà để mà chơi cái hàng này, như cái lô này ấy, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368 980 889, hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy. Còn mọi người gọi vào số 0941 632 236, em sẽ tư vấn cho mọi người nên dùng loại nào. Và em có cả cái loại nhỏ hơn một chút nữa, nó khoảng tầm 18-20 củ, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất đẹp. Nếu mà để chơi thì nó thật sự không thể chê được vào đâu cả. Đây mọi người nhìn, nhìn rất sướng luôn mọi người ạ. Đó, cái lô hàng này này thì nó cũng không quá nhiều, em có khoảng tầm cỡ 20 cân. Đấy, trông thì tưởng nhiều nhưng nó không nhiều đâu, nó khoảng 20 cân. Đó, thì mọi người liên hệ với em nhanh sớm và nhanh tay. Đó, em sẽ đăng video vào buổi tối thì em sẽ chốt cho mọi người buổi tối. Mọi người nhanh tay thì có thể là sẽ còn cho mọi người. Em không thì đi hôm qua cái lô Vĩnh Ngọc thì em bán cũng đã gần hết rồi. Đó, còn video thì em xin quay đến đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau.